Gỗ mun là loại gỗ quý hiếm vô cùng đắt giá. Trên thị trường nội thất hiện nay thì có vô vàn các sản phẩm với các chủng loại, mẫu mã khác nhau, đi kèm đó là các mức giá khác nhau. Vậy bạn đã biết gỗ mun là gì chưa? Nó có mấy loại? Cách phân biệt từng loại như thế nào? Để giải đáp những thắc mắc đó thì xin mời bạn cùng chúng tôi tìm hiểu trong video này để trang bị cho mình thêm những kiến thức về gỗ mun, tránh bị lừa khi mua đồ gỗ. Và đừng quên bấm đăng ký kênh để nhận được những video bổ ích và hoàn toàn miễn phí. Cây gỗ mun. Gỗ mun là loại gỗ có màu đen, nó khá đặc, được khai thác từ loại cây thuộc họ thị nên có thể chìm trong nước. Chính vì vậy gỗ mun không thể thả trôi sông. Cây gỗ mun cao từ 10 đến 20 mét, đường kính có khi lên đến 42 đến 45 cm. Vỏ cây có màu đen, nứt dọc. Cây gỗ mun là loại cây sinh trưởng chậm, ưa sáng và sống lâu năm. Trọng lượng nặng tương đương với gỗ chắc, có độ cứng cao và đặc biệt gỗ này giòn như than đá. Cây gỗ mun phân bố ở đâu? Có thể nói gỗ mun là loại cây đặc hữu ở Việt Nam, tuy nhiên nó cũng phân bố rải rác ở Lào và Campuchia. Tại Việt Nam thì gỗ mun phát triển ở các tỉnh miền Bắc như Hà Giang, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Hòa Bình và một số tỉnh miền Nam Trung Bộ từ Bắc Bình Thuận đến Khánh Hòa. Gỗ mun bao gồm gỗ mun sừng, mun sọc, mun hoa. Mỗi loại mun lại phân bố ở các vị trí khác nhau. Mun sừng được phân bố tại miền Nam Trung Bộ từ Bắc Bình Thuận đến Khánh Hòa. Cây mun sừng khi được trồng trong các loại đất càng màu mỡ thì gỗ lại càng xấu, cực kỳ nhiều rác và tiêu tâm khủng khiếp. Lõi gỗ nhỏ và vân gỗ không đẹp. Mun sọc là tài sản đặc hữu của vùng rừng núi tỉnh Tây Nguyên. Gỗ mun sọc là loại gỗ cực kỳ quý hiếm, gần như đã tuyệt chủng hoàn toàn. Chính vì vậy loại gỗ này thì có giá thành khá cao. Mun hoa, đây là một loại gỗ đặc hữu của vùng rừng núi tỉnh Tây Nguyên. Gỗ mun hoa hầu như là tuyệt chủng hoàn toàn. Đa phần mun hoa được tìm thấy ở dưới dạng lũa, đa phần là những tác phẩm được chế tác từ vài chục năm mới còn nguyên vẹn. Còn những tác phẩm cách đây vài năm thì đa phần là chắp ghép ít nhiều. Gỗ mun thuộc nhóm mấy trong nhóm gỗ? Thì gỗ mun là loại gỗ quý hiếm được xếp vào nhóm 1 trong các nhóm gỗ Việt Nam. Gỗ mun là loại gỗ quý hiếm có giá trị tâm linh cao và đang có nguy cơ tuyệt chủng với các loại mun sọc và mun hoa. Gỗ mun có tốt không? Gỗ mun khi khô thì có màu đen bóng, chống mọt, cứng, nặng, giòn nên rất khó gia công, tạo nên những sản phẩm có giá trị cao trong tâm linh cũng như là góc độ thẩm mỹ. Gỗ mun thì có vân gỗ là những hoa văn sọc trắng vàng và đen hòa quyện lẫn nhau rất đẹp. Chất gỗ nặng, cứng và chống được mối mọt nên sử dụng rất nhiều trong làm đũa, các sản phẩm mỹ nghệ, đem lại giá trị cực kỳ bền từ vài chục năm đến hàng trăm năm. Phân biệt gỗ mun sừng, mun sọc và mun hoa. Gỗ mun sừng khi cắt ngang mặt gỗ thì sẽ xuất hiện vân nhẹ màu xanh như màu phân ngựa. Sau một thời gian ngắn thì vân gỗ tự động biến mất trở thành màu đen trũi không vân. Ngoài màu đen bóng sừng thì còn nặng tương đương với gỗ chắc, độ cứng cao, giòn như than đá. Ngoài ra mun sừng khi càng được trồng tại các vùng đất cằn cỗi thì chất gỗ càng đẹp và chắc. Gỗ mun sọc lúc đầu thì gỗ có màu vàng xanh kaki, khi để lâu thì gỗ sẽ chuyển thành màu đen bóng. Gỗ mun sọc khi để lâu thì tôm gỗ và vân gỗ sẽ dần mất đi, để lại một màu đen trơn rất đẹp và huyền bí. Tuy nhiên gỗ mun sọc lại không đen bằng gỗ mun sừng hay mun hoa, khi gõ có tiếng chát chát chứ không bộp bộp như các loại gỗ khác. Gỗ mun hoa, gỗ này thì nặng tương đương với gỗ chắc, có độ cứng cao và đặc biệt là giòn như than đá. Mun hoa là loại gỗ đẹp có giá trị cao. Việc chế tác một khối gỗ mun hoa thì rất vất vả và tốn thời gian. Ứng dụng của gỗ mun. Gỗ mun chính là loại gỗ được giới mỹ nghệ Việt Nam hết sức nâng niu với vẻ huyền bí của nó, tính huyền thoại và độ hiếm của sản phẩm. Những sản phẩm được làm từ gỗ mun thì có tuổi thọ rất cao, càng để lâu càng nhẵn, bóng và cuốn hút. Gỗ mun thường được dùng để sản xuất các đồ gỗ mỹ nghệ, đúc tượng, làm đũa, tạo nên những sản phẩm có giá trị cao. Qua những thông tin chúng tôi vừa chia sẻ trên thì có lẽ bạn đã thêm phần nào kiến thức về gỗ mun và để phân biệt được các loại gỗ khác nhau, tránh bị nhầm lẫn khi mua các sản phẩm đồ gỗ. Và đừng quên bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi tiếp tục chia sẻ những kiến thức mới cũng như nhận được những video mới nhất hoàn toàn miễn phí.